Phải gọi rằng là lâu lắm rồi em mới nghe lại ca khúc này. Vâng, rất là hay. Và Hương Giang thấy comment của quý khán giả xem livestream nè, Cảm ơn hay các bạn quá nhiều. nè, thấy của Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Suri Nguyễn nè, bạn Quỳnh Hải Đăng nữa nè, anh Quỳnh Hải Dạ. Đăng nè, hay, rất thích bài này lắm luôn. Thấy rất là vui và hạnh phúc khi được các bạn đã ủng hộ và đồng cảm cùng như thế trong ca khúc này nha. Còn Thanh Hoàng thì hồi nãy nói là bài Cỏ Úa hay quá nè, nhạc buồn nè, ha, tình cảm. Rồi bạn Hải Đăng thì nói là chương trình này mới nhưng rất là hay nè, mạch lạc thú vị, ước gì thực hiện một tuần một lần. Vâng, ekip ghi nhận điều này ha, cảm ơn bạn rất là nhiều và sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của khán giả gần xa ha. Và chương trình cũng đã